Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên đã thực hiện gần 900 ca tuần tra kiểm soát về vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ gần 3.000 phương tiện, phạt tiền hơn 15 tỷ đồng, có nhiều trường hợp bị xử phạt kịch khung với số tiền khoảng 35 triệu đồng. Theo lực lượng chức năng, vẫn có nhiều trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, kỳ nghỉ dài ngày. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh, công an các huyện, thị xã thành phố tiếp tục tập trung tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay đặc biệt với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lên án các hành vi sử dụng ma túy rượu bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông góp phần xây dựng văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe